Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 243 của Đấu La Đại Lục, Thâm Hải Ma Kinh Vương đánh nhau với Đường Tam. Nó đã phải biến đổi cơ thể trở thành con người có áo giáp. Chuyển sang tập 244 của Đấu La Đại Lục, Đường Tam đã dùng 8 cái chân nhện lao lên chọc vào Thâm Hải Ma Kinh Vương. Thâm Hải Ma Kinh Vương đã tạo ra một quả cầu màu tím bắn về phía Đường Tam. Đường Tam cầm tam so kích dụng vô địch phong ba đánh nát quả cầu màu tím. Trở lại chỗ đám người Trịnh Vinh, cô ấy đang dùng cây tháp của mình bắt đầu SP boost cho Đường Tam từ xa. Thâm Hải Ma Kinh Vương đã dùng hai tay có lĩnh vực ma kinh hóa giải được kỹ năng của Đường Tam là Lam Ngân Hoàng Tà Ma Hổ Kính Chi Diệt. Đường Tam phong xuất cây búa Hạo Thiên Trùy dùng tà khoan đập vào đầu Thâm Hải Ma Kinh Vương. Thâm Hải Ma Kinh Vương đã dùng áo giáp trên cơ thể đỡ lay, khiến Thâm Hải Ma Kinh Vương bị đánh bay xuống biển. Đường Tam bùng nổ tạc hoàn thứ nhất, kèm theo cú sút bắn tỉa đến từ kỹ năng chân trái Tà Ma Hổ Kình vào Thâm Hải Ma Kinh Vương. Thâm Hải Ma Kinh Vương đã há mồm tạo ra một luồng khí bắn vào Đường Tam. Tiểu Bạch ở xa đã nhấc khéo Đường Tam, đó là bịch khí. Nhưng hai bên Đường Tam và Thâm Hải Ma Kinh Vương va chạm, Đường Tam đánh nát luồng ánh sáng bạch khí. Thâm Hải Ma Kinh Vương đã phi đến trên tay cầm hai cái búa chiến phang vào Đường Tam. Đường Tam đan một cây xúc xích, sau đó hắn dùng tay trái của Hạo Thiên Trùy đập vào sọ Thâm Hải Ma Kinh Vương, còn tay phải cầm tam so kích cho vào bụng nó. Thâm Hải Ma Kinh Vương trên người có áo giáp không bị làm sao hết. Nó dùng hai cây búa phang vào Đường Tam, khiến Đường Tam phải tăng tốc độ di chuyển né sang một bên. Chuyển đến cạnh của Mã Hồng Tuấn đứng cách Đường Tam hơn 100m quan sát trận chiến Funade nhất, hắn cũng không dám lao vào trợ giúp Đường Tam. Trở lại với trận đánh của Đường Tam và Thâm Hải Ma Kinh Vương, Thâm Hải Ma Kinh Vương tạo ra một tấm lưới ném về phía Đường Tam. Đường Tam cất hồn cốt đằng sau lưng Bát Chu Màu và Hạo Thiên Trùy. Hắn dùng hai hàn càn khôn cháo tàng hình và dùng tam so kích đâm thủng một lỗ trên cái lưới thoát ra ngoài chạy đến chỗ Mã Hồng Tuấn. Thâm Hải Ma Kinh Vương thay đổi chiến thuật, không đánh Đường Tam nữa, mà nó di chuyển cầm một thanh búa đập vào Trịnh Vinh đang ngồi bệt trên lưng Tiểu Bạch Ma Hồn Bạch Sa Ma. Còn một thanh búa Thâm Hải Ma Kinh Vương nắm vào Đường Tam. Đường Tam dùng tam so kích dùng vô địch phong ba đánh bay cây búa, thì Mã Hồng Tuấn đã truyền sức mạnh của mình cho Đường Tam thông qua Bát Chu Màu của Đường Tam. Lúc này Thâm Hải Ma Kinh Vương vác búa đánh vào Trịnh Vinh, Đỗ Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh dùng vũ hồn rộp kỹ hóa thành con hồ khổng lồ đỗ thay phát đập của Thâm Hải Ma Kinh Vương. Vì vậy Đường Tam phóng xuất con hàng đóng Hào Thuyền Trùy phiên chỗ nổ tung 6 hồn hoàn từ số 2 đến số 8 đập vào Thâm Hải Ma Kinh Vương. Khi Đường Tam có cho thêm cả sát thần lĩnh vực, trở lại chỗ Vinh, toàn bộ các thuộc tính của cô bút cho Đường Tam đã vô tác dụng. Chuyển đến chỗ Thâm Hải Ma Kinh Vương, từ ngực đã cho ra một viên bi màu tím tạo ra lốc xoáy đấu một phát bố của Đường Tam đã nổ tung. Áo giáp trên cơ thể Thâm Hải Ma Kinh Vương đã biến mất. Đường Tam đã chảy máu mặt bị thương, nhưng Đường Tam lại ăn một cây xúc xích thủy tinh mao trùng tràng khôi phục toàn bộ sức mạnh. Đường Tam từ mắt bắn ra từ cực thần qua một luồng ánh sáng thẳng vào đầu Thâm Hải Ma Kinh Vương bị choáng một chút. Đường Tam đã dùng thủ pháp âm khí bồ đề huyết tạo ra 9 chiếc lá bắn thẳng vào tim Thâm Hải Ma Kinh Vương chết luôn tại chân. Đường Tam đã rơi từ trên bầu trời xuống biển. Mã Hồng Tuấn phi đến bế Đường Tam. Cảm ơn anh em đã xem hết video.